trần xa nhà. Từng đêm từng đêm phút vui quyền theo gió núi, biết ai đâu hẹn hò lòng người hay đắn đo. Đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thì trần trăm miền, miền xa tận xa có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh tròn kiếm xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn. Vâng, trước mặt các bác là dòng đẩy MA 1800, dòng đẩy của Martin, thương hiệu của anh các bác nhá, lại có hàng để phục vụ các bác. Cũng gần một tháng hết hàng, hiện tại thì bên em lại có hàng để phục vụ các bác. Hiện tại thì bên em có 3 model. Model MA 1800, MA 2004 và MA 3000 các bác nhá. Một dòng đẩy phải nói là rất là bền và cho ra tiếng cực kỳ hay. Vì với dòng đẩy này thì em giới thiệu với các bác rất là nhiều rồi, nó có cái vỉ lọc riêng ở đằng sau, cho nên là đầu vào và đầu ra của nó đều được lọc, cho nên là tiếng ra rất là hay. Hiện tại các bác đang được thưởng thức nhạc, đó là đánh trực tiếp từ một chiếc điện thoại này. Đấy, rất là cụ thể nhá, ra đẩy và ra loa các bác nhá. Đó, và ra loa. Đây chưa qua nâng tiếng hoặc lọc các bác nhá. Nếu mà để qua như thế thì cái chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó, vì đây là đang đánh trực tiếp đẩy với loa thôi. Cũng rất là nhiều bác có lấy những chiếc đẩy, nói chung là chưa có điều kiện các bác mua một chiếc đẩy về đánh với loa để sau này các bác nâng cấp dần. Đó là những bác nào chưa có điều kiện, các bác đánh như thế cũng được, nghe cũng tiếng rất là hay rồi, vì căn bản ra tiếng rất là sạch. Đó, tiếng rất là sạch các bác nhé. Thì với dòng MA 1800 thì em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, với cái thương hiệu của anh dòng Martin này ạ, giới thiệu rất là nhiều rồi. Các bác nào mà quan tâm đến kênh của em thì chắc chắn là không thể không nhìn thấy những cái video MA 1800. Thì lần này về số lượng khá là nhiều các bác nhá. Đó, tất cả là MA 1800 các bác nhá. Còn MA 2004 và MA 3000 đang ở dưới kho cơ. Hiện tại thì đây là những cái dòng MA 1800 hôm nay mới về, cho nên là em mở ra để cũng như là giới thiệu lại với các bác, để các bác có thể tham khảo về cái dòng MA 1800 này. Thì đây là nguồn của một chiếc MA 1800, nguồn đồng 100% các bác nhá. Dây đồng rất là to nha các bác nhá. Đó, hàng lần này anh rất là đẹp. Đấy các bác nhìn tụ này, dàn tụ. Đây cái đặc biệt nó đây các bác đây, được lọc rất là chi tiết ở cái mạch đằng sau này. Đó các bác nhé, từ tụ gốm cho đến tụ thường ở bên đằng sau này. Khi tín hiệu vào đây thì nó sẽ được lọc, được lọc và bắt đầu ra theo những cái cổng này để ra công suất khuếch đại, và ngược lại, ngược lại thì sẽ được lọc và ra đường này. Đó, có một cái video em đã từng bóc tách hẳn cái miếng ở đằng sau này để cho các bác cùng xem cái vỉ lọc ở đằng sau này các bác nhé. Cái vỉ lọc các bác cũng có thể xem lại, các bác có thể gõ là vỉ lọc của MA, à của đẩy Martin, là các bác sẽ xem được cái video đó. Em đã bóc tách hẳn cái video, cái lật hẳn cái mặt đằng sau này để cho các bác cùng xem này. Phải nói là cực kỳ là khủng luôn, lọc rất là chi tiết ở đằng sau này. Còn đây là những cái mạch. Ở đây thì với dòng đẩy này thì của hãng Martin này thường là nó chạy 4 quạt các bác nhá, 2 quạt trước và 2 quạt sau. Những cái quạt này thì phải nóng bắt đầu nó mới chạy quạt các bác nhá, các bác lưu ý, nóng mới chạy quạt nhá. Lần này về hàng cũng khá là đẹp, giá cả nó sẽ hợp lý hơn một chút so với cách đây gần 1 tháng. Đây các bác có thể được nghe trực tiếp đấy ạ. Tôi có người yêu tuổi ngọc vợ tròn, vì trình chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò nơi phố cũ. Em sẽ quay cho các bác cùng xem cái mặt sau các bác nhé. Thì đây là mặt sau, đây tín hiệu em đang cho từ điện thoại vào các bác nhé, tín hiệu cho từ điện thoại vào. Và đây là một cái cổng tiếp theo, các bác có thể để ở chế độ Paramat này, các bác like sang một cổng đẩy tiếp theo. Đó là cái cổng Canon này. Và các bác có thể sử dụng cái jack Neutrik như em đang sử dụng đây, hoặc là các bác sử dụng
trực tiếp vào cái phần khóa của đằng sau của đẩy đó, và hai quạt trước hai quạt sau nó sẽ hoạt động khi mà các bác đánh, ví dụ như là các bác đánh một đôi 30 này phải tầm khoảng 30 phút hoặc 40 phút hoặc là một tiếng thì nó bắt đầu nóng cái phần mạch này, bắt đầu nó mới nhảy dơ le đó, lúc đó thì bắt đầu quạt nó hoạt động các bác nhé. Vâng, em xin được kết thúc video. Các bác cho em xin một like cũng như đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bác trong các clip về những bộ karaoke theo những cái dòng đẩy Martin này. Vâng, em xin được chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.